được xướng danh đứng dậy và quý vị ban khách cho một. Chúng tôi kính mời bà Nguyễn Thị Dung, Phó Ngoại vụ Cứu trợ Thương binh Bình Thuận. Chúng tôi kính mời ông Musa Pozon, Chủ tịch Hội IOC. Chúng tôi kính mời ông Từ Công Thu, Chủ tịch Danh dự Hội IOC. Chúng tôi kính mời ông Tài Đăng, Cố vấn Hội IOC. Chúng tôi kính mời ông Từ Công Nhường, Tổng Thư ký Hội IOC. Chúng ta kính mời ông Mai Đức Lễ, Hội đồng Tiến sĩ quan Trị bị Thủ Đức. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu thành phần câu lạc bộ tình nghệ sĩ và văn bút. Chúng tôi kính mời nhà văn Viễn Hữu Của, Hội trưởng Bình Dương và Phó Chủ tịch Hội văn bút Nam Cali. Chúng tôi kính mời tiến sĩ Mai Thanh Tuyết và phu nhân. Chúng tôi kính mời ông Nguyễn Hữu Tài, Cố vấn Hội Quảng Ngãi Nam Cali. Nhà văn Phong Vũ. Nhà văn Dương Viết Điền. Nhà văn Quỳnh Giao. Nhóm bút gọi đàn và thân hữu, chúng ta kính mời nhà văn Tâm Bền, nhà thơ Trình Quốc Sĩ, nhà văn Bùi Phượng Vĩ, nhà truyền thông Đỗ Thị Thuấn, nhạc sĩ Hạnh Cư và phu nhân. Ngoài ra chúng tôi còn có chị Dung và cô Phượng ở trong nhóm bút đàn. Sau đây là đồng hương Ninh Thuận mới đến lần đầu, có ông Nguyễn Sĩ Phát từ bên Pháp qua. Kính mời ông Nguyễn Sĩ Phát. Ông bà Lê Khắc Vọng. Kính mời ông bà ra đây bắt đầu. Ông bà Cường và Nga. Dạ, kính mời ông bà Johnny Nguyễn. Còn một số vị thân hữu và đồng hương đến sau, thành ra chúng tôi sẽ bổ khuyết cái danh sách sau này. Dạ, kính mời đồng hương và thân hữu, tiệc chúng ta cũng sẽ bắt đầu và đồng hương và thân hữu dùng bữa trưa hôm nay. Thân trọng xin cảm ơn ông giám sát Nguyễn Văn Bảo. Và tiếp theo đây xin trân trọng kính mời ông hội trưởng Trần Thái Ốc lên có đôi lời phát biểu để chúc Tết quý vị quan khách và quý đồng hương và thân hữu. Xin kính mời ông Hội trưởng Trần Thái Ốc. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương thân hữu, thưa quý vị truyền thông báo chí, cứ mở độ xuân về Tết đến, báo hiệu mùa lễ hội. Về vậy, hàng năm cứ theo thông lệ, Hội Thân Hữu Ninh Thuận tổ chức ngày Tân Xuân Hội Ngộ. Năm nay là năm thứ 18. Vậy, trước hết, tôi xin hân hoan chào mừng đến quý vị có mặt hôm nay với những lời chào mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất của ban tổ chức chúng tôi.
Kính thưa quý vị, ở đất nước này, trong bối cảnh khó khăn hiện tại, ai cũng bận rộn cả. Tuy nhiên, quý vị bỏ thì giờ quý báu đến chung vui với hội thân hữu Ninh Thuận. Quý vị đến là để gìn giữ truyền thống dân tộc. Quý vị đến là để hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách. Quý vị đến là để đoàn kết, thể hiện tinh thần tương thân tương trợ. Với những ý tưởng tốt đẹp đó, chúng tôi xin cảm ơn và vô cùng cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Kính thưa quý vị, cứ mỗi độ xuân về, chúng tôi xin chúc quý vị có mặt hôm nay với lời chúc gia đình luôn luôn tràn đầy hạnh phúc, tài lộc dồi dào, sức khỏe an khang, mọi điều tốt đẹp sẽ đến quý vị và mọi việc đều thăng tiến. Sau đây tôi xin có một vài lời. Ninh Thuận là một đất nước đã sản sinh ra một vị nguyên thủ quốc gia, nơi đó là làng Truy Thủy, tỉnh Ninh Thuận, nơi đó non nước rất hữu tình. Vậy thường lệ mỗi năm ông hội trưởng Võ Đức Phước làm hội trưởng, cố tổng thống Ninh Thiệu thường gửi thơ chúc Tết hội thân hữu Ninh Thuận, kèm theo tiền việc liễm và ủng hộ cho xã hội, cho hội thân hữu Ninh Thuận. Cũng truyền thống đó, năm ngoái cũng như năm nay, bà phu nhân cố tổng thống Ninh Thiệu cứ gửi thơ chúc Tết hội thân hữu Ninh Thuận và đồng hương Ninh Thuận. Tôi xin đọc thơ chúc Tết của bà phu nhân cố tổng thống Ninh Thiệu. Kính gửi ông hội trưởng, ông cố vấn, ông giám sát, ban chấp hành quý đồng hương thân hữu Ninh Thuận. Xuân mới năm Tân Mão đã đến, kính chúc quý ông và quý đồng hương được phúc duy Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, xuân bày hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Thân ái kính chào bà Nguyễn Văn Thiệu, xuân Tân Mão năm 2011. Tôi cũng xin thay mặt đồng hương Ninh Thuận trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của phu nhân cố tổng thống Nguyễn Thiệu. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông hội trưởng Trần Thái Ốc và kính mời ông về lại chỗ ngồi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được giới thiệu bổ túc thành phần quan khách. Chúng tôi nhận thấy có ông Bùi Vĩnh Văn của đài truyền hình Việt Nam Net. Xin kính mời quý vị cho một tràng bóng tay. Và chúng tôi cũng nhận thấy có nhà báo Nguyên Huy của Nhật báo Người Việt. Xin mời quý vị cho ông Nguyên Huy một tràng bóng tay. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây là các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Ban Văn nghệ Hội Thân hữu Ninh Thuận do thi nhạc sĩ Miên Du là trưởng nhóm Hải ngoại thi ca sẽ phụ trách phần điều hợp. Trân trọng kính mời thi nhạc sĩ Miên Du. Xin mời quý vị cho thi nhạc sĩ Miên Du một tràng pháo tay đập to. Dạ, Miên Du xin... Miên Du xin trân trọng kính chào quý cô bác, quý chú, quý cụ và các anh chị em văn nghệ sĩ của bút nhóm quầy đàn đã hôm nay cũng hân hạnh đã tới để tham dự cái buổi hôm nay. Và nhân dịp năm mới của năm Tân Mão, Ninh Du cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn có một nụ cười đem hạnh phúc đến cho chúng ta. Và nụ cười sẽ giúp chúng ta nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và năm nay Hội Phan Rang Ninh Thuận, nhất là chú bác hội trưởng Trần Thái Ất, đã có nhã ý mời ban thanh niên. Đó là một cái niềm ao ước mà Hội Phan Rang Ninh Thuận đã cố gắng sắp xếp mời được cái ban thanh niên nhúng tay vào để lo cho Hội Phan Rang Ninh Thuận. Và Minh Du thấy là rất là hãnh diện khi mà có những người trẻ của chúng ta nối tiếp
để mà xây dựng hội Phan Rang Ninh Thuận. Thì hôm nay Minh Dung xin mời hai người trẻ. Năm ngoái quý vị đã thấy là có là Trần Yên Khương, và năm nay Minh Dung sẽ thêm có một người trẻ nữa là một cô rất là trẻ mà đẹp là Phạm Bích Huy. Minh Dung xin mời hai MC của hội Phan Rang Ninh Thuận đại diện cho ban thanh niên, người trẻ của thanh niên là Trần Yên Khương và Phạm Bích Huy. Cảm ơn cô Minh Dung, kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý thân hữu Ninh Thuận. Cháu tên là Yên Khương, hôm nay được ban được hân hạnh được đến đây cùng với cô MC Minh Dung và cô MC Bích Huy. Cô Minh Dung mới làm MC. Hôm nay là cô Minh Du sẽ giao trách nhiệm MC cho hai cháu là Trần Yên Khương và Phạm Bích Huy. Để mời Phạm Bích Huy có lời chào với là các cô chú bác của hội Phan Rang Ninh Thuận. Cháu kính chào cô chú bác và các đồng hương hội Ninh Thuận. Cháu là Bích Huy, hôm nay được vinh dự lần đầu tiên được làm MC với lại cô Minh Du với lại Yên Khương. Cho nên nếu mà Bích Huy có điều gì sơ suất á thì mong cô chú bác và các anh chị em Ninh Thuận sơ suất bỏ qua cho. Cái thưa quý vị, hôm nay là Trần Yên Khương đó, hầu như là quý vị nghe Minh Du nói cái giọng cũng khàn đi. Vì cái mùa cúm đó thành ra là mọi người ai cũng bị cảm cúm, thì Yên Khương cũng bị cảm cúm. Yên Khương sợ quá nó, cô Minh Du ơi, hôm nay cháu bị cảm cúm sợ nói không được. Thì Minh Du nói không sao đâu, tại vì đây là mình họp mặt một cái tình mà đồng hương của Phan Rang Ninh Thuận, thì mọi người thì ai cũng rất là thông cảm cho cái giọng nói mà hơi mà khàn khàn một chút xíu thì cũng rất là tình cảm. Thì ngay từ bây giờ Minh Du xin giao phần trách nhiệm cho hai MC Trần Yên Khương và Phạm Bích Huy. Xin quý vị một tràng pháo tay cho một người trẻ, hai người trẻ. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý thân hữu Ninh Thuận, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chương trình văn nghệ sẽ được tiếp tục với sự trình bày của ca sĩ Đan Vy qua hai tác phẩm Thơ và Mơ và Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười. Hai tác phẩm trên được viết bởi nữ thi nhạc sĩ Minh Du Đà Lạt, cũng là một thân hữu Ninh Thuận. Xin mời ca sĩ Đan Vy. Dạ thưa, con là Đan Vy và con xin phép được kính chúc quý ông bà, quý bác, quý cô chú một năm mới luôn được dồi dào sức khỏe, sống lâu hơn trăm tuổi và làm ăn may mắn phát tài. Và sau đây con xin hát bài Thơ và Mơ, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyên Du Đà Lạt. Hãy subscribe.
Toàn dân
chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong vòng một phút để xin hân hạnh được giới thiệu quý vị quan khách mới đến. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu luật sư Nguyễn Quốc Lâm, ủy viên giáo dục học khu Garango. Và hiện nay Hội Tân Hữu Ninh Thuận cũng hân hạnh và kính chúc gia đình ông Lê Văn Ba đã được đoàn tụ, một gia đình đông nhất trong Hội Tân Hữu Ninh Thuận. Kính mời gia đình ông Lê Văn Ba. À, xin cảm ơn, chúng ta sẽ bổ túc sàng. Kính thưa quý đồng hương, hòa vào không khí đón xuân Tết Tân Mão, nhạc phẩm đón xuân sẽ được do nhạc sĩ Phạm Đình Chương và độc tấu đàn bầu sĩ Do Bé David, một thành viên nhỏ tuổi nhất trong ban văn nghệ, sẽ gửi đến quý đồng hương. Kính thưa quý vị, bé chỉ mới 10 tuổi, là em là Tú, là người Mỹ, mẹ là người Việt. Và Miu phải xin cảm ơn là mẹ của bé Đăng, của bé David đã cố gắng tập cho em nói tiếng Việt rất là giỏi. Thì hôm nay là Miu gửi đến quý vị là một cái ngạc nhiên bất ngờ. Em mới 10 tuổi mà em vừa hát tiếng Việt đã rất giỏi mà còn chơi đàn bầu, tức là một cái đàn mà cổ truyền thống dân gian của Việt Nam chúng ta. Đã được đưa vào ở nước Mỹ và được đưa vào bên Pháp là do nhạc sĩ Trần Văn Khuê đã làm ra đàn bầu này. Và chính những nhạc sĩ lớn mà khi mà mình đã nhạc sĩ mà chơi đàn guitar mà chơi qua cái đàn bầu còn chưa được, thì huống chi em mới 10 tuổi mà em đàn rất là hay trong cái đàn bầu, thì là xin mời quý vị hãy thưởng thức một món đàn bầu và giọng hát của David Phạm. Quý vị 365 ngày vui vẻ, trẻ đẹp, khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc, thành công, bạn sự như ý, sống hơn 100 và sống hơn 100 tuổi,